Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay đó các bạn thì mình đã có được một căn nhà trú ẩn các bạn. Mỗi khi bão cát á thì trú ẩn vào trong đó ngon lành luôn. Và đặc biệt nữa các bạn là có thêm một siêu chiến binh người khổng lồ nè, đó để bảo vệ căn nhà cho mình. Và đồ đạc của ngày hôm qua đó các bạn, ở phía bên ngoài nè, mình cũng đã đập đi dọn dẹp các kiểu chuyển vô trong cái căn nhà của mình hết rồi các bạn. Như là lò nung để nấu mì tổ phía bên đây nè, mình đang cho nấu thêm mì tổ. Với lại bàn chế tạo các kiểu ha, có cả những cái cối để nghiền bột, làm xi măng với lại làm đất sét đồ các kiểu trong này đó bạn. Đó, để ngay ngắn ngon lành hết ha, có rất là nhiều luôn á. Và trong tập ngày hôm nay khỏe rồi các bạn, cho nên là mình sẽ làm tiếp tục cái chuyến đi phiêu lưu và tìm những con rồng để mình bắt đem về làm bộ sưu tập rồng của mình luôn các bạn, cho cái series lần này luôn nha. Và lần trước đó các bạn lên trên núi trên này nè, mình thấy có một con rồng giống kiểu con đô đô quay vành á, cho nên hôm nay quay trở lại xem coi em nó còn không. Mình nhớ là đâu đó hướng phía bên đây nè, nó lăn quanh nó phía bên trên này thôi. Trên này thì đây các bạn, nó đây nè các bạn. Đó, con đô đô quay vành này thì nó không phải là tên đô đô quay vành á, nhưng mà nó cũng là quay vành nè, nhìn nó giống con đô đô lắm. Và nó có 6.000 máy máu rồi, nhưng mà tới tận 28.000 turbo luôn các bạn. Ôi, nó có một cái nội tại là một cái lớp giáp các bạn, lớp giáp bảy rồng hay gì nè, với lại một cái nội tại là hồi máu giống như con Angen nè, mà nó cũng đang bị tăng turbo hả, hình như đang đánh mấy con bỏ cạp hay sao á. Ôi, và nó bay lên phía bên trên rồi kìa, nhìn ghê quá ha. Và lần trước mình còn thấy có cả con rồng khói ở phía bên này nữa các bạn. Hôm nay quay trở lại xem con còn không, Utiran tùm lum tùm la hết à. Rồng khói lần trước mình thấy ở phía bên đây nè, bay lên cao cao rồi chớp ơi. Sao hôm nay không thấy em nó đâu mất tiêu hết rồi. Phía bên đây thì còn là mấy con ăn game đâu hả các bạn. Chỗ này thì có cục phấn sắp rớt hả. À, có con yên cưỡi bạn, yên cưỡi con khủng long chứa nước thôi. Bên đây chỗ lần trước mình bắt con rồng gai nè. Ủa mà con rồng khói hôm nay nó mất tiêu rồi anh. Chỉ còn là mấy con ăn game thôi à. Chẳng lẽ mấy con ăn game đánh nó chết thì sao rồi đó. Trời quá trời ăn game ở dưới này luôn các bạn. Mà rồng khói của mình đâu mất tiêu hết rồi. Ôi, phía đây có thêm một con quay vành nữa nè. À, 230. À, giống với con phía bên kia các bạn. Có phía bên kia tới tận 270 lận. Thôi thì mình sẽ đi khảo sát vòng vòng cái núi ở phía bên đây luôn các bạn. Ôi ôi, 320 các bạn. Con này tên theo kiểu bát siêu, nó ăn element nè, hoặc là các crystal của gacha. Ờ, con này chắc phải là gần nó cho nó ăn rồi các bạn. Tên theo kiểu bát siêu nè, chắc là phải khi nào có element mình sẽ bắt một con mới được. Ờ, nhìn em nó chiến quá ha. Level cũng cao đó bạn, chỉ số đam của nó kìa, 75 luôn á. Chỉ số đam là một trong những chỉ số cao nhất của em nó, quá là xịn sò luôn. Còn phía bên này thì núi phía bên kia, qua phía đây là sa mạc nữa rồi các bạn. Dưới này có con gì đây? À, rồng khói này phải không? 180 các bạn. Ồ, 180 ha, mà gần chỗ con rồng kia quá. Còn 180 thôi thì mình sẽ đi hết cái ngọn núi để bạn xem có con nào khác nữa không ha. Level cao hơn nữa các bạn, mình sẽ ưu tiên cho con cao ha, còn không có thì mình sẽ quay trở lại thôi. Trên này có ăn game, có báo đồ tùm lum tùm la hết à. Tony nè, ăn game, có cano, có ankylo trên này. Vậy là lên trên này là đỉnh núi luôn rồi. Dưới này thì cục hính cũng rớt, nhưng mà yên cửi thì cùi quá cho nên thôi không lẩm nha. Phía bên đây là sa mạc cát bằng phẳng rồi. Thường là mấy con rồng nó chỉ xuất hiện ở trên núi là nhiều thôi các bạn, cho nên đi qua trên núi đi ha. Dưới này có một con nữa nè. À, đây các bạn, rồng khói nè, đang nhả khói nè. 230 nha, chỉ số đam 49. Ui, con có được ghế các bạn. Phía bên đây thì có thêm một con nữa nè. Con phía bên đây là con, cũng là con quay vành luôn các bạn, nhưng mà con này hình như là nó không giống với lại con đô đô quay vành nha. Con này giống như con quay vành con vanilla hơn. Con này level có 20 à. Vậy là con rồng khói này thấy được nè các bạn. Đó, 49 chỉ số đam, ngon ngon đó nha. 13.000 turbo và 5.000 máu thôi. Vậy là mình đã làm một vòng của cái núi rồi đó. Quay trở lại chỗ con đô đô quay vành khi nãy rồi nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ưu tiên bắt con rồng khói trước đây các bạn. Rồng khói ở phía bên này á, đậu trên này đi. Rồi, con đệ của mình thì ẩn nó vô một phát. Rồi, kéo cái con rồng gây mê của mình qua các bạn. Đó, rồng bắn gai nè, có khả năng bắn gai độc chắc kiểu nè. Chuyển sang tính năng là bắn tăng turbo này các bạn. Ok, rồi, xuống phía bên dưới để mình rỉa con này mới được. Nó phun khói tùm lum tùm la nè, quất cho một phát nè. Dính liền mà không biết dính con nào. Một đùi ăn gan ở dưới luôn các bạn. Dính hình như cũng dính nó đó, lên được mấy trăm turbo kìa. Và ăn gan chết rồi hả? Thôi rồi, sao mà ăn gan đánh lại được nó được. Và quẩy cho một phát nè. Đó, lại tiếp tục. Bên kia có con rồng, ui sắn nữa hả?
Wow, level 20 thôi các bạn. Mấy con rồng này có skill sáng sáng. Mình mới nhìn thấy nó sáng sáng giống như kiểu cái con bờ te luôn các bạn. Hay vậy. Nhưng mà tiếc cái level không cao ha. Để dành tiền mấy con level cao rồi mình bắt luôn. Còn ưu tiên mấy con này trước cái đã. Bắn độc nữa kìa các bạn. Trời ơi, con có nhiều kỹ năng quá vậy. Vừa rắn vừa bắn độc được luôn. Và chưa cooldown, chưa cooldown. Bắn gai cho một phát nè. Quanh quẩn ở trong đống khói của nó thì nó dính gai của mình thôi. Mình ngư ông đắc lợi là các bạn đang tấn công con cano ở phía bên dưới kìa. Trên này mình nã xuống thôi, nã xuống một phát nữa nè. Rồi hụt mất tiêu rồi, mình sẽ cắn con cano chết các bạn. Để đảm bảo thì con rồng này nó xỉu đó, nó sẽ không bị tuột level nha. Bắn thêm một cái nữa, chưa được chưa được chưa được, chưa cooldown chưa cooldown. Bắn cho một cái nè, dính nè, đó sắp xỉu rồi các bạn. Dụ xuống dưới này nữa bạn, được nè, cắn con này ha. Đây, bắn cho một cái nè, xỉu không? Oh my god, xỉu luôn hả? Ôi chết rồi. Chết 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 chết, có con cần can. Oh no 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 no. Cần can nó cắn kìa. Ây da, có tuột level thằng nhỏ không vậy? Ok, đứng im Trương ơi. Mày thả bưởi, mày. Tới rồi, báo hủ tới. Cano, cano, cano. Cano nè, ok ok. Ok, bây giờ phải xử con báo trước cái đã. Một phát, hai phát, ok, báo chết. Con cần kề nó gần quá, mình không dám cắn các bạn. Sử dụng con gần nó cắn, lỡ nó lan qua, nó trúng thì mệt lắm. Cho nên là sử dụng cái giáo của mình chỉa nó. Con cần kề này 1000 máu hả? Trời 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 trời. Trâu dữ vậy. Chắc chắn là con rồng kia của mình nó bị tuột level rồi các bạn. Con này ăn thịt nướng hả? À, con rồng này lại thích ăn thịt nướng các bạn. Không như những con rồng lần trước thích ăn thịt sống ha. Con này thích ăn thịt đã nướng, cho nên là phải sử dụng tới người chim của mình nè. Người chim của mình có thịt đài 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 thịt trong người nè. Rồi ẩn em người chim đi luôn nha. Bỏ trong này cái gì vậy? Ui ui, cái gì nhiều thứ vậy? Còn mấy con linh cẩu ở đâu xuất hiện nữa kìa. Linh cẩu nó báo tới, báo nè. Ok, tử nó luôn. Chưa có bỏ thịt vô trong này được nữa. Xem coi bỏ cho nó tuột vô bao nhiêu đây. Trời ơi, 58% thôi các bạn. Trời ơi, chắc mình sẽ cho nó tỉnh lại luôn các bạn. Không cho nó ăn nha. Chờ đợi cho em nó tỉnh lại các bạn. Rồi bắt đầu bắt lại từ đầu thôi. Cho nó đảm bảo 100% các bạn. 90 mấy phần trăm hoàn hảo nha. Chứ còn bây giờ thì vậy thì tuột xuống ổn lắm. Bắt nó không có xịn đâu. Cho nên để em nó tỉnh lại từ từ. Con này mình sẽ cho nó lên thêm một chút máu bạn. Máu nó dây quá. Đó, cho nó lên nhiều nhiều máu một chút. Bây giờ phải chờ đợi cho nó hồi phục máu trở lại nữa ha. Nhưng mà không sao đâu. Qua phía bên đây để mình xử con rồng phía bên đây luôn các bạn. Con đơ đơ quay vần nè. Đại 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 nó hạ cánh xuống phía bên dưới rồi. Mình sẽ bắn cho nó một phát nè. Ok. Nó đang bị cái mấy con cano tấn công nè. Ôi ôi, nó ăn thịt con cano, nó hồi máu đầy nhóc lại liền các bạn. Ghê á. Và bắn cho một cái nè. Mình sẽ ngư ông đất lợi các bạn ở trên này. Bắn xuống một cái nè. Rồi lui xa xa ra liền. Em ở phía bên kia thì mình cũng đánh dấu là luôn các bạn. Bắn cho một cái nữa nè. Cũng dính được vài cái gai các bạn. Được ba cái gai thôi. Đó. Chưa được. Ui, nó bắn gai lên phía bên trên luôn hả? Ui. À, con này cũng có khả năng bắn gai các bạn. Gai của nó không biết có công dụng gì đâu. Nhưng mình có thể bắn gai ngược trở lại mình luôn á. À, thì ra là như vậy á. Phát hiện ra nó có một cái kỹ năng là bắn gai rồi. Và lượn vòng chờ đợi thời gian cooldown. Đài cành ngài bắn thiền phát nữa nè. Dính nè. Rồi dính được mấy mũi thôi à. Và né 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 các bạn, gai phía dưới bay lên nữa nè. Ây da ây da ây da. Ôi da ây da. Ôi da. Oh my god. Gãy xương. Cái gãy xương này là phải núp xuống phía bên dưới các bạn. Tiền cái đó là mình hạ cánh xuống. Càng bay nó càng chảy máu nhiều hơn á. Ok. Rồi, cũng hết luôn ha. Trời ơi, vừa hết rồi bạn. Ủa, gai của nó ghê ha. Gai của nó có hiệu ứng là bị gãy xương. Còn con rồng này của mình cũng có gai hiệu ứng gãy xương nè. Nhưng mà mình đang sử dụng là gai tăng turbo, gai độc. Còn gai gãy xương với lại gai slow nữa. Gai làm chậm nữa các bạn. Tại thì bắn cho một cái nè. Rồi, hụt luôn rồi. Ủa, nó có khi sắn sắn nó hay gì đó các bạn. Mới thấy nó sắn con heo kìa. Và nó ăn xong nó hồi máu trở lại nè. Có thêm hiệu ứng hồi máu theo thời gian nữa kìa. Quá dữ dội. Và bắn một cái nè, làm sao mà né được. Dính được 3 mũi, 4 mũi gì đó. 4 mũi. Thêm một cái nữa nè. Rồi, chạy. Né liền. Né gai của nó liền các bạn. Bay lên phía bên trên, nó còn bắn gai và nó dí mình rồi. Chạy thôi.
À đây đây, nó phân tâm đó bạn. Chờ đợi cho nó phân tâm thì mình sẽ ngư ông đắc lợi liền. À đánh con chứa nước. Cạnh ngay này bắn nè. Trời ơi bắn hay quá. Ô vậy mà cũng trúng kìa, hên quá vậy. Bắn đại cũng trúng nữa. Và được 21.000 tu bơ rồi, còn 7.000 tu bơ nữa thôi. Ây da, ây da, ây da, nó sắn mình các bạn. Ồ, dính hiệu ứng cái hàm răng nè. Hiệu ứng hàm răng này thì chảy máu theo thời gian rồi. Bắn nè. Dính, 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 dính. Đấy, và với tới sa mạc cát này khỏe rồi. Bắn một phát nè, dính nè, trời ơi, dính hết một nồi luôn các bạn. Nghỉ, 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 nghỉ phát. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Không được. Ở đây nghĩ là chết với nó, chạy thôi. Vừa gãy xương mà vừa bị truy đuổi nữa nên phải chạy. Ác liệt thiệt chứ. Hai mươi mấy giây hả, chảy máu kìa. Rồi rồi rồi, cánh hạt, cánh hạt, cánh hạt. Ok, nó bị phân tâm rồi các bạn. Rồi, nửa cây, nhưng mà em nó cũng sắp xỉu rồi. Chưa hết, chưa hết. Ui, phía bên đây có mấy con rồng nữa các bạn. À, mấy con này là mấy con rồng ba sừng nè. Ở tập đầu tiên mình có thấy mấy con này nè. Thôi, tập trung vào con phía bên đây đi ha. Mấy con đó tính ra đấy các bạn. Quẩy thêm một phát nữa các bạn. Không được, không được à. Quẩy làm sao mà sợt sợt qua người của nó mới khó. Nó lại dí mình thôi. Dẫn nó bên khu núi đi. Sao qua một chút. Bây giờ nó dí nhanh quá, chảy máu cái nó dí nó cắn tới luôn á. Và ủa nó xỉu hả? Ơi, nó xỉu rồi các bạn. Ăn thịt, à ăn thịt sống nè các bạn. Đó, giống như mấy con rồng lần trước ăn. Rất là thích ăn thịt sống. Ok, ok. Bây giờ thì đi bằng con này các bạn cho nó gọn nhẹ đi. Đi cho nó nhanh. Cho nó uống cái bình giảm phút vô một cái. Đây rồi, uống vô đi cưng. Uống một bình vô thì được khoảng tầm 60 giây á. Uống thêm một bình nữa thì nó sẽ lên được một trăm mấy chục giây các bạn. Đó. Giảm xuống theo thời gian từ 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 thôi. Còn mình thì mình sẽ tranh thủ trong lúc các bạn chờ cho nó ăn á. Thì mình sẽ lên phía bên trên núi này nè. Để mình đào cái cục rít đầu. Hồi nãy mình lượn lượn trên này mình thấy trên này cũng là núi có nhiều crystal lắm. Bên đây có một con rồng gì nữa nè. À level 100 đó các bạn, hồi nãy đâu có đâu ha. Mới đi về đi qua cái nó xuất hiện thêm một con đó kìa. Phun khói các kiểu ha. Vậy là trên này là núi lãnh địa của mấy con rồng rồi. Nếu mà mình clear hết mấy con khủng long ở trên này thì nó sẽ spawn ra nhiều rồng lắm nè. Đó mấy con cano đồ ha. Tiền chỉ là nó an toàn một chút, mình hạ cánh xuống thôi. Đây đây đây, có con Tony thôi hả. Tony này thì chơi được không? Chơi luôn các bạn. Thạch con Tony đi. Còn mình thì ung dung từ từ, mình sẽ đào ở đây. Để bắt đầu mình tìm nấm thôi. Mình sẽ được toàn crystal không đi. Đúng rồi, ăn thịt đó đi cưng. Đó, được hai cái nấm rồi các bạn. Hai cái nấm tương ứng với là một bình nè. Hình như là hai bình á. Để coi có phải không nha. Trong này một cái nấm thì... À, một nấm được một bình đó bạn. Nghĩa là được hai bình rồi đó. Đào nhiều nhiều luôn đi. Sẵn sau này để dành mình làm nhà chính nữa. Ờ, nếu mà đem Ankylo trên này farm được nhiều không nha. Để thử các bạn. Đem con Ankylo của mình là con này đó. Đây 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 các bạn. Đây, Ankylo của mod nè, cho nên nhìn tên nó hơi lạ lạ. Quẩy đuôi một phát. Rồi trời trời, bể cục đá kế bên luôn hả. Trời ơi, đập toàn mấy cục đá thôi các bạn. Đây rồi, đó, ui 18 cái các bạn. Ok, được, 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 được á. Hợp lý, hợp lý, hợp lý nha. Rồi, đâu cần phải đào tay đâu. Có ăn kilo mà, chơi ăn kilo luôn. Trời ơi, ok. Bây giờ thì về với căn cứ thôi em Cưng ơi. Đúng rồi. Mình thì cũng lấy con này đi về thôi các bạn. Chế tạo đại 10 bình thử coi. Đủ không? Ai già đủ luôn các bạn. Ok. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Giảm giảm xuống. Đó, giảm xuống nè các bạn. 5 bình thôi và ok, em mới lại chạy hình đệ tử của mình các bạn. Lấy thịt lại, thấy thịt lại. Ok. Lấy thịt lại để cho nó tự ăn nha. Trả thịt vô phía bên trong này đi. Con này thì ẩn vô luôn các bạn. Con kia cứ từ từ cho tỉnh đi, mình sẽ thử sức mạnh con này trước cái đã. Bắt cái phần đánh dấu của em nó luôn một phát. Rồi, bay lên phía bên trên. Ai chà, sao mình cưỡi nó mình bay cảm giác chậm quá vậy. Nó có một cái búp lắp giáp rồi các bạn. Và ui. Con này mình nó có sản xuất ra cho mình cái vảy luôn các bạn. Cái này xương sống à. Mà nhìn giống như cái vảy của con, ui nữa nè. Giống như cái vảy của con gì đó bạn, con gắn Basilisk đó ha. Cái đầu của nó giống giống mấy con đô đô quay vành các bạn. Nhưng mà nó có một cái sừng ở phía bên trên giống như của con bọ hung nè. Và lớp vảy của nó trên lưng thì giống cái con Tony á. Cánh của nó thì giống cái con quay vành. Rồi cắn thường một phát thử là bao nhiêu đam nha. Rồi cắn như con bọ này thử cái. Có 200 mấy đam nè.
Còn chiêu chuột phải này là cái gì đây? À, chiêu chuột phải hồi nãy nó đánh mình chảy máu nè các bạn. Rồi có chiêu bị gãy xương gì đó. Thử xem coi, gãy xương gì. Chiêu này à, cần có sụp bay. À, cần có gai hả? Chiêu ít các bạn, chiêu ít cần có gai. Còn chiêu này là à, gãy xương nè, đây đây đây, gãy xương nè, gãy xương nè. À, chiêu C. Rồi chiêu cần cho này thì sắn hả? Ôi, sắn có hiệu ứng bị chảy máu và bể giáp luôn các bạn, 18% kìa. À, con này nó sử dụng cái sừng của nó để phá giáp hay gì đó. Chiêu sắn các bạn, ở đây nè. Đó, sắn như con gì đó bự bự, thử xem coi phá giáp được không nha. Mấy con phía bên đây nè. Đây 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 đây, đây mấy con chứa nước các bạn. À, chiêu sắn cũng phải có thời gian hồi nha. 9%, 12% các bạn. À, bể giáp nó cũng có phần trăm bị bể nữa. Và cắn thì được có 100 mấy đam thôi. Con này chủ yếu là hiệu ứng rồi. Con này chắc phải đặt tên nó là gọi là gồng siêu phá giáp ha. Nó có chiêu sắn thì một cái nó là phá giáp được 19% luôn nè. Vậy là mình khóa đa giáp ở cự ly gần đó bạn, thì nó sẽ phá giáp được nhiều phần trăm hơn á, so với lại mình phá giáp ở cự ly xa. Còn cái chiêu bắn gai sao mình sử dụng hoài cũng được. Cái này 17 cái 7 luôn đó bạn. Ngấy ra bỏ lại thử coi. Bắn thử coi. Anh đây đây được rồi nè. À, trong này sử dụng vậy các bạn, mình phải lấy ra bỏ vô trở lại thì nó mới bắn được. Nhưng mà hết rồi, hình như phải đủ số lượng vẫy các bạn mới bắn được. À, ok, biết cách sử dụng rồi, hơi tốn kém các bạn, tạo vẫy cũng hơi bị lâu ha, chắc phải cho nó nghỉ lâu á, chứ mới bắt xong thì nó chưa có vẫy nhiều cho nên là bắn không có được nhiều. Trên này có mấy con này hả? À, Yuuzhan các bạn, mình sẽ sắn Yuuzhan thử. Sắn một phát nè, bởi được mười mấy phần trăm thôi, và hấp cho một phát gãy xương, cạp thêm một phát gãy xương nữa nè, hấp cho một phát chảy máu nè, đó dính hiệu ứng tùm lum la hết luôn á, và sắn cho một phát để phá giáp nữa nè, phá được 19% giáp các bạn, phá ở cửa đi gần giáp bể đi rất là nhiều. Thật sự vô đi ra luôn, họ vô đi ra không dám tấn công mình luôn các bạn. Nó sợ, nó sợ, nó sợ. Ok, lấy thêm được một mớ thịt đùi nữa. Và hồi nãy sao mà hoang dã nó ăn thịt nó có hồi máu các bạn, còn mình bây giờ mình chửi nó thì nó không có hiệu ứng nữa ha. Nó chỉ có cái hiệu ứng là ăn thịt hồi máu thôi chứ không có hồi máu như con ăn gen. Và lên cấp nữa nè, cho lên khoảng tầm 40 phần 140 đi. Và còn lại thì một chút stamina yếu quá, lên thêm một chút sức mạnh nữa, rồi cho nó nghỉ mệt phát, hồi phục stamina lại á. Mấy con rồng này giảm stamina nhanh quá. Vảy của nó đó bạn, vảy của nó mỗi cái nó bự 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 ha, giống như là cái vảy con Tony á. Thì có lớp da đó là trâu, đã giờ còn phá giáp nữa. Rồng siêu phá giáp của mình đây rồi. Đó, hồi phục stamina đầy rồi các bạn. Phía bên đây thì em này sắp xong chưa? Sắp tỉnh rồi các bạn. Ok, sắp tỉnh là mình qua mình xử luôn. Hồi nãy phía bên đây mình thấy có con rồng nữa. Đâu rồi, level 20 á. Wow, xuất hiện một con mắt ma đó các bạn. Oh my god, 250 hả? Ây cha cha, con này cần phải có Crystal Gacha á, ăn mới nhanh được, hoặc là Element, hoặc là Sung Cua hả? À, con này tính sao các bạn, tính con rồng khói chứa đi. Giờ nó spawn liên tục á, núi trên này chiên nhiều mấy con rồng rồi. Và trên này thì sắn phát nè. Sắn vô một nồi phía bên trên này, bởi giá phát liền. Rồi, hấp cho một phát nè. Ôi, cái chiêu chuột phải đó các bạn, 700 mấy đam nè, phá giáp cho mà đánh đau ghê luôn á. Còn cái chiêu cạp cạp nè, cạp bằng cái chân nè, 1000 mấy các bạn, rồi lên đam khác hẳn liền luôn á, lên được thêm 7 cấp nữa nè, cộng thêm vô, thêm vô. Và phía bên kia thì con kia sắp tỉnh rồi các bạn. Đại rồi, mình lấy con rồng gây mê của mình các bạn, để quay trở lại chiến tiếp nha. Lần này thì không để em nó tuột level giống như hồi nãy nữa. Đại, em nó xì khói các kiểu ở trong này nè, núp núp sau những cái cây khó nhìn quá. Phải em nó không? Đúng rồi các bạn, nó đang tìm cách tấn công để tăng máu của nó lên á. Phía bên đó thì có thêm một con, à con level 20 hồi nãy nè các bạn. Con này bắn trúng độc ghê lắm, cho nên là quẩy cho một phát. Ok, trời một phát sắp chết luôn kìa. Con này level 20 chắc mình xử nó luôn đi, thịt nó luôn đi. Bỏ chạy hay chân. Ui không bỏ chạy luôn, có phải phun lửa nữa hả? Con này vừa độc vừa lửa luôn các bạn. Ok, bắn một phát nè. Ây da, vô trong này mình bị mù lò ha. À, mờ mờ ảo ảo các bạn. Vậy là khói của nó sẽ làm mù mục tiêu, nó thấy đường luôn nè. Trong thời gian cooldown mà em nó đã mất tiêu rồi. Ủa, mới đi mù xong tỉnh lại mất tiêu rồi. À đây 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 đây, phía bên đây các bạn, bắn được có một chút xíu turbo của nó thôi.
nên là phải quay trở lại nã tiếp. Đây, chín một người luôn nè. Đó, né cái khói của nó ra ha, dẫn nó qua bên sa mạc cát của các bạn cho nó an toàn. Trong đó có con rồng mắt ma mình thấy sợ quá, lỡ nó bắn một cái lạc đạn cái là đi mình luôn. Con đó có chuyện bùng nổ giống như kiểu núi lửa phun trào đó bạn, ghê lắm. Thì một phát nữa nè, dính nè. Đó, dính thêm một chiêu nữa nè. Đó. Ui, có con gì nữa kìa. What? Level 300 các bạn. Xem theo kiểu KO mà không có ống turbo. Ây da. Ây da, bên đây xuất hiện nhiều siêu quá giật quá vậy. Trời ơi, 8 mấy ngàn máu các bạn. Có lớp giáp, có hiệu ứng tép. Nhìn nó ghê gớm lắm. Bắn cho một cái nè, trúng nè. Đó, ngay đầu luôn các bạn. 8 ngàn turbo rồi. Bắn xuống phía bên dưới thẳng mặt ra luôn. Đó, 10.000 turbo các bạn, còn 3.000 turbo nữa thôi. Bắn thêm một cái nữa chắc là em nó không tuột level đâu ha. Ui, bão cát tới hả? Ồ, chết rồi, bão cát tới các bạn. Oh no, đang bắt con này ngon lành các bạn. Bão cát tới rồi. Trời ơi, bắn em nó sắp xỉu rồi à. Thì bỗng nhiên bão cát ập tới. Đây rồi. Mấy con rồng của mình sao quảng loạn quá vậy? Đứng yên đi mấy đứa. Đúng rồi, đậu xuống. Mình vô trong nhà mình trú ẩn rồi các bạn, bão cát tới rồi. Mấy con đệ của mình không sao đâu, chủ yếu có mình thôi à. Vô trong nhà đóng cửa lại. Ok, đó, vô trong nhà là hết bị liền các bạn. Đứng ở ngoài là tuột stamina xuống, sau đó thì tuột máu xuống là đi luôn á. Mình sẽ lên trên lầu thử nha. Lên trên này đứng thôi. Đó, lên trên này là bắt đầu dính bão cát rồi các bạn. Stamina của mình nè, đó, giảm xuống từ từ á. Xuống phía bên dưới liền. Đứng ở trong nhà này còn có bóp thêm cái hiệu ứng gì xinh xinh đó các bạn. Chuyện sợ. Hay đứng trong này hơi bụi chút nhưng mà không sao, bị mất máu. Ăn vô cái đã. Trời ơi, con kia sắp xong rồi. Đúng thì đã ổn, đạn lưới cũng đã có. Chắc là bây giờ mình sẽ quay trở lại bạn, chờ đợi cho nó hết bão cát đi ha. Mình sẽ quay trở lại để mình bắn súng lưới đó các bạn, rồi sau đó sử dụng cái súng này nè. Bắn cho nó chắc ăn, chứ phóng gai nó lỡ nó bị tuột level nữa thì mất công mình chờ đợi nữa đó. Và trong lúc đó thì chế tạo thêm cái thêm 10 bình nữa đi các bạn. 10 bình thuốc màu đỏ nữa đi. Rồi, thêm 5 bình nữa thôi là đủ 10 bình rồi. Đó, bây giờ có nấm mà bạn chế tạo tha hồ luôn á. Đứng đây mình có thể nhìn ra được phía bên ngoài luôn nữa nè. Nãy giờ mình AFK trong nhà đó các bạn, đứng ở trong nhìn ra phía bên ngoài, hình như là ở ngoài nó hết bão cát rồi phải không? À đúng rồi bạn, hết bão cát rồi nè. À, nó vẫn còn hơi âm u một chút các bạn, nhưng mà cuối cùng cũng hết bão cát. Và hình như sắp sửa trời mưa hay gì á. Không biết nắp sa mạc nó có trời mưa không, nhưng thấy nó âm u trở lại rồi. Và lần này đó các bạn, thì mình sẽ sử dụng tới con người chiên của mình đây. Người chiên của mình, đây. Quay trở lại các bạn. Đây là các bạn, em nó ngay chỗ này thôi, vẫn còn đang lang thang ở dưới nè. Ok, mình sẽ xuống mình tóm súng lưới đó bạn, nó nhỏ. Ồ, nó nhỏ nhưng mà tóm được các bạn. Ok, nó nhỏ nhưng tóm được súng lưới. Và không quên nạp lại cái này một phát. Rồi rồi, con heo chắc là không thấy mình đâu ha. Mình đây mình bắn rồi các bạn, rỉa như vậy chậm mà chắc. Còn bắn kiểu kia thì nhanh á, nhưng mà hay bị tuột level quá. Đó, 13.000 turbo. Và theo thời gian thì tính toán của mình thì chắc là nó cũng xỉu thôi. À, xỉu rồi. Đó, ok. Chết cha, chết. Con rắn tới. Rắn tới. Ây da, gãy chân. Tận động con rắn liền chân, đúng rồi. Còn con heo nữa. Bắn con heo một phát, đúng rồi. Con này bây giờ chỉ cần cho nó ăn thịt thôi ha, là xong liền. Thịt đùi đang được nướng trên người của mình có các bạn. Đây, cho em nó vô. Uống cái giảm theo thời gian. Ấy gì vậy? Ai da, con kiến ha. Con kiến nè. Kiến càng nè. Ôi, level 110 luôn mà. Thêm một cái nữa, ok. Xong rồi, người chiên của mình thì lên trên này. Cục này cục gì đây? À, cục phân nè. Đưởng đâu viên ngọc. Rồi, uống cái này vô một cái. Giảm xuống, uống hết đi luôn các bạn. Đó, tăng lên nhanh liền. Đại đội, em mới là trở thành đệ tử của mình. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ẩn một phát nè. Rồi, cưỡi con này thử các bạn. Ôi, mấy con này không cần yên cưỡi luôn các bạn. Và nhìn cái đầu của nó chiến quá vậy, mắt của nó đỏ lên các bạn. Chuột phải là cái gì đây? À, đây, chuột phải là phun khói các bạn. Nhả khói là cái kiểu nè, làm mù đối thủ ha. Phía bên đây có con này nhìn ghê lắm, không dám lại gần luôn các bạn. Nó có hiệu ứng nội tại là lửa nè. Nhìn nó lạ lắm luôn á. Ui, con kia, con kia. À, phun điện nữa hả? Có cái hiệu ứng tép nè, chắc là giáp tép hay sao đó. Rồi, tốt nhất là mình nên né mấy con đó ra các bạn.
Mình sẽ lên trên núi ở trên này nữa bạn, để đánh mấy con khủng long nhỏ nhỏ để thử sức mạnh ha. Sẵn thì mình liêu với mấy con trên này để nhường chỗ cho Saber mấy con rồng mới nữa. Trên này là cái núi của mấy con rồng nè, xuất hiện nhiều rồng lắm, có cả magma turret ở trên này nữa mà. À đây, ui, trên này có magma nữa các bạn. Oh my god, thêm một con magma nữa. Ở đây thì cắn thường một cái, có 100 mấy đam đó bạn. Phun thối nè, phun thối, ui. Nhìn thân nhiệt nữa hả? Hình như là, à đúng rồi nè, mình lủi trong khói các bạn là mình có thể nhìn thấy được thân nhiệt ha. Thay vì đối thủ sẽ bị mù, còn mình thì mình sẽ nhìn thấy được rất là rõ luôn á. Buổi tối cũng có thể nhìn thấy được luôn nữa. Hay hay á nha. Rồi, cắn luôn, ở chiêu gì khác nữa không? Chiêu ít thì gấp phải không? Hình như gấp lên các bạn. Gấp lên nè, còn chiêu C. Chiêu C là giống cũng gấp, giống gấp lên quá vậy. Hay là chiêu đá. Để thử coi. Ít một cái nè. Còn ít không có công dụng hết vậy. Hay là gấp gấp mấy con nhỏ nhỏ ha. Rồi đây thì chiêu ít, chiêu C các bạn. Chiêu C là đá ha. Còn chiêu ít chắc phải gấp mấy con nhỏ nhỏ rồi. Con nhỏ nhỏ này thì đây nè các bạn, gấp lên. Sau đó sử dụng chiêu C. Ây da, combo 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 các bạn. Đó. Ok, gấp lên sau đó thì đá chết luôn mà. Xuống mình đá nữa ok. Đá, ui, đá có tăng turbo các bạn. Ây da, tăng 100 mấy turbo nè, tăng không nhiều các bạn nhưng mà có tăng turbo. Đá thêm một cái nè. Đá một phát lại nhảy 2 đam nè. Đá quá nhảy 2 đam cái, đá 2 cái nè. Đá 2 chân cho nên nhảy 2 đam cũng hợp lý á. Và tăng turbo. Nếu mà mình gấp lên sau đó thì mình đá thì nó sẽ là một cái combo tăng turbo luôn á. Ồ, nhưng mà con này bự quá. Không được, không được. Con này bự quá ha. Phải tiện con nhỏ nhỏ ra. Để mình thử, đây đây đây, như con báo này các bạn. Gấp lên một cái. Đó, gấp lên đem đi. Và vừa gấp mình sẽ vừa đá. Đá một cái, ồ đá chết luôn ha. Không được, đá nhẹ nhẹ thôi các bạn. Gấp con ngựa lên được không đây? Con ngựa này đâu có turbo đâu. Có turbo. Cái ống dòm của mình không có nhìn được các bạn. Gấp ở dưới chân là không có quay cái ống dòm xuống nhìn được. Đá thêm một cái nữa là mình thả nó xuống ha. Coi có tăng turbo không nha. Rồi tăng turbo nhưng mà giảm turbo nhanh lắm các bạn. Đây đánh đá trong tay Robert thử một cái ha. Gấp một phát nè, ok. Đá một cái nên cắn mình cũng dữ á. Đá thêm cái rồi thả xuống nhìn thử coi. Có tăng turbo không? À tăng turbo các bạn, ok. Gấp lên tiếp. Nhưng mà đá thì nó chết rồi, đá đam cao quá mà. Con này chưa nâng đam gì hết các bạn. Đá tăng turbo nhưng mà tăng không nhiều ha, thành ra nó bị chết. Lên thêm chút tốc độ đi. Con này không có oxy các bạn. Nó chỉ có, chỉ có sức mạnh với là stamina, thêm stamina một cái đi. Đó là sức mạnh đi. Con này chắc thành chiêu chiến binh luôn quá. Đánh tăng turbo thì không hợp lý lắm. Rồi các có chiêu gấp. Cho nó hồi phục một phát cái đã. Nhắm nhìn em đó luôn các bạn. Nhìn nó ngầu á. Nó nhỏ nhỏ giống hình dáng của con Nai Kuri trong series lần trước mình chơi nè. Nhưng cái đầu nó nhìn hổ báo lắm. Ôi bây giờ đá một phát 200 mấy các bạn, 2 đam là con này đi nha. Ok. Rồi tăng được có 100 mấy turbo thôi các bạn. Bắn gai mình nữa kìa. Bắn gai hàng quỷ. Và đây có con Golem nữa. Golem con này đá không biết vô đam không nha, thử rồi. Cứ đá thử một cái. Ôi không chi nhê gì hết các bạn. Chạy. Đập chết. Con này thì đá phát thử coi. Ôi một phát chết luôn các bạn. Con này bây giờ hình chiêu chiến binh rồi. Bây giờ mình sẽ thử với lại con Doi các bạn. Đây đây con Doi nè. Gấp lên một cái, đây rồi. Sau đó thì sử dụng chiêu đá. Gấp lên sau đó thì đá tới thôi. Trời nó tăng turbo lên. Đá nhiều quá nó chết luôn á chứ. Thấy nó đỏ đỏ lên rồi nè. Thả nó xuống dưới tăng turbo cỡ nào rồi. Trời 700 mấy turbo các bạn. Không chi nhê hết à. Con rồng này được cái là có thể nhìn được trong bóng tối nha. Với lại nó có cái khả năng là gấp được những con nhỏ nhỏ lên á. Rồi sau một hồi đó các bạn thử sức mạnh của em nó thì mình cũng đã đem về căn cứ sắp xếp hai con lại với nhau rồi các bạn. Con này thì giống như con Dodo Wyvern á. Nhưng mà nhìn hình dáng phía bên ngoài đó thì nó có cái phần ở trên giống kiểu con bọ hung á. Và cái phần lớp vảy ở phía bên trên lưng của nó thì rất là dày đó các bạn. Nó còn tạo ra được cho mình vảy nữa nè. Để giúp cho nó có thể bắn gai các bạn. Vảy này thì giúp cho nó bắn gai thôi chắc là cũng không có công dụng và mình thấy. Nhưng mà nó không đổi nón được các bạn. Nó có cái slot để đổi nón nè. Nhưng mà nó không có đổi được nón rồi. Nón này đổi không được. Rồi phía bên đây thì xem coi nó có slot nón không. Nó có slot yên cửi các bạn. Có yên cửi nè các bạn. Đây học luôn một cái. Con này có yên cửi nha. Còn con phía bên đây là con ban đúng không? Để mình tìm chữ ban thử có không. Ban trong này thì không có yên cửi các bạn.
Còn phía bên đây thì có, ok, mình sẽ vô trong để mình coi chế tạo được yên cưỡi không, mình chế luôn. Yên cưỡi của nó chắc là chế tạo trên người của mình thôi. Là móc, à đây, 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 đây các bạn, bấm một cái thôi. Ok, lắp yên cưỡi vô em nó thì nó sẽ có thêm được một lớp giáp nữa, giúp cho nó có khả năng chống cự tốt hơn một chút chút nữa. 44 giáp luôn chứ bộ, đâu phải dạng vừa đâu. Và khi mà lắp cái yên cưỡi vô nhìn nó, có cọng dây rồi các bạn, nhìn nó đẹp hơn luôn nè. Đây, 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 nhìn nè. Đó, giống như con đã được thu phục á, tắt đi phần giao diện luôn các bạn. À, nó có cọng dây giống như dây cương ngựa đó, để điều khiển nó nè. Yên cưỡi thiết kế cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, ok, để em nói đây đi. Vậy là trong tập ngày hôm nay mình đã có thêm hai em siêu chiến binh rồng mới nữa các bạn. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi, cho nên mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp hay các bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.